xin chào anh Trung ở Quảng Nam. Mình là Nhật Audio. Hiện tại Nhật đang test âm ly karaoke Pioneer SA-V17 trước khi giao hàng cho anh. Đây mình sẽ test được phần nhạc đầu tiên. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu test zoom và phần micro sản phẩm. Đây, mình sẽ mở zoom micro 1. Alo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đây, mình sẽ chuyển qua micro 2. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Test luôn một phần micro 3. Alo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đây, cả 3 micro 1, 2, 3 đã hoạt động hoàn hảo. Và mình đã test rất là kỹ phần nghe nhạc. Đây, ba lăng đã hoạt động hoàn hảo. Bắt chép nghe vẫn rất là tốt. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu đóng thùng xốp và giao hàng lưu tranh. Rồi, cảm ơn Trung ở Quảng Nam đã mời Audio rất nhiều. Chào anh. Anh em có thể vào trang facebook.com/nhật audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.